hy vọng rằng họ sẽ cùng nhau đi trên một con đường, quý vị nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả Mai? Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Bạn nữ mình giới thiệu trước đi em. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào bạn. Em tên là Nguyễn Thị Ánh Bích, em đến từ Gia Lai. Dạ hiện tại thì em đang làm tổ phó chuyển may ở dưới Đồng Nai ạ. Bích bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 24 tuổi. Mời bạn trai. Em tên là Duy, năm nay em 25 tuổi. Em sinh ra Đắk Lắk. Hiện tại em đang làm công việc của em là kỹ thuật viên cho công ty nước ngoài công nghiệp Long Thành. À, Long Thành, bên đây là Bình Dương hả? Dạ không, em ở Đồng Nai, khu công nghiệp Biên Hòa 1 đó chị. Biên Hòa 1, Long Thành gì cũng gần ha? Cũng gần. Dạ. Dạ. Rồi, mình giới thiệu một xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em chơi thể thao. Chơi thể thao cái gì? Môn gì? Dạ, em chơi cầu lông, bóng chuyền. Wow, bóng chuyền luôn hả? Dữ dằn ha. Điểm yếu của em đó là em nóng tính. Nhiều khi em nói em hay thẳng tính nữa. Nói ra nhiều khi mình đang nóng, mình bực lên nói thì nhiều bạn hay sợ mất lòng. Bạn trai thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em biết chơi các môn thể thao như bóng đá, bơi lội, nấu ăn. Còn sở thích thì thích... Gì? Cứ nói thoải mái đi bạn. Dạ, em thích chơi chim. Hả? Thích chơi chim hả? Dạ. Cái lý do sao thích chơi chim? Tại cái đó tạo cho mình cái cảm giác nó thoải mái, nghe tiếng chim hót. Bạn thích chim nào? Dạ, em đang chơi chim chào mào. Chào mào. Dạ. Rồi chim gì nữa? Dạ, hết rồi. Ủa, thích có một loại chim chào mào à? Rất nhiều loại chim rất đẹp và chim nó hót rất hay nữa. Dạ. Hả? Điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm yếu của em cũng giống xem giống bạn nữ là nóng tính. Hay nói thẳng thì sợ người đối diện mất lòng. Hai người này có vẻ hợp nhau nhiều nha. Cũng thể thao chung rồi cũng trầm trầm, nóng tính nữa. Em muốn tìm mẫu bạn trai như thế nào? Em muốn mẫu bạn trai là cao 1m65 trở lên, nặng cũng 65kg trở lên. Nói chung là tròn tròn mũm mĩm giống anh Quyền Linh. Bên kia thì sao? Cao nhiều giống anh Quyền Linh không? Dạ em cao 1m7, nặng 70 ạ. Ủa? Nặng 60 thôi ạ. Ủa vậy là ốm rồi. Dạ. Không, vừa người lắm em. Cái đó là phọt chuẩn của Việt Nam á chị. Anh là hơi mất chuẩn rồi đó. Bạn đây chuẩn đi. Dạ. Gì nữa không em? Em không thích con trai gia trưởng. Em không thích bạn trai hút thuốc. Bạn trai sao em? Dạ, yêu cầu thì chắc trưởng. Em đạt. Em không hút thuốc, không gia trưởng. Được. Dạ. Còn gì nữa không em? Dạ dạ thưa chị. Nhiều đó rồi ha. Dạ. Còn bạn trai mình có tiêu chuẩn như thế nào? Tiêu chuẩn của em là bạn nữ cao 1m55 đổ lên. Tính tình thì thoải mái, phóng khoáng. Em không thích điều gì ở người phụ nữ? Dạ Kibo là keo kiệt á ha. Dạ đúng rồi. Em gái có keo kiệt không? Dạ không anh ơi. Và mình trải qua được bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em trải qua một mối tình rồi chị. Mà chia tay cũng lâu rồi. Thôi đến qua anh coi mặt bạn gái bên kia thế nào, như thế nào. Bên đây anh này dễ thương lắm. Rồi, chào em. Anh bên đây là chất phác lắm, nhìn thấy anh cũng hiền, hiền hậu lắm. Dạ. Em thí dụ như làm dâu, em có làm được không? Dạ, được anh. Được hả? Dạ. Vậy được rồi. Em nếu mà đồng ý hết, anh muốn cưới liền được không? Qua quá trình tìm hiểu, nếu mà hợp thì có thể tiến tới hôn nhân. Tiến tới hôn nhân liền luôn. Dạ. Hả? Em còn có yêu cầu gì bên đàn trai nữa không? Dạ không. Hai người này hiền rồi nha. Hợp lý đấy. Hợp không anh? Hợp, anh thấy hợp đấy. Giống mặt anh cũng được. Chào chị Cát Tường. Chào em. Chà, nếu mà được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Lâu nhất là 2 năm. Lâu nhất là 2 năm, còn nhanh nhất? 2 tháng. Còn mấy tháng được. Mấy tháng, trời chuẩn bị gì chưa mà đòi mấy tháng nhanh vậy? Dạ cũng chút chút rồi. Có hỏi ba mẹ chưa? Dạ cái đó ba mẹ tự cho quyết định. Mình có tật xấu gì không? Em thì nóng tính như vừa em vừa nói đó. Còn cái gì khác ngoài cái đó không? Lại hơi mê chơi một tí. Mê chơi hả? Chơi cái gì? Chơi chim hả? Chơi chim. Thôi thì bây giờ mình lấy vợ rồi mình hạn chế bớt chút xíu. Bây giờ thí dụ như bữa hôm đó. Dạ. Vợ em đẻ, bên đây con chim cũng đẻ. Em sẽ chọn chăm sóc ai? Ai đi đẻ? Tất nhiên là vợ mình rồi. Dạ. Nó cụ thể tí. Nghe rõ rồi hả em ha?
Rồi coi được không chứ anh này anh mê chơi chim dữ lắm ạ. Em trai đi với ai? Dạ em đi với em trai của em. Em trai hả? Dạ em họ. Em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Rồi chào em. Họ của anh Duy. Thì khi em nhìn cái cách nói chuyện của bạn nữ thì em thấy cũng có đôi nét hợp với anh Duy. Thì thấy chị cũng dễ thương. Nhưng mà em có thắc mắc cái là anh Duy có thú chơi chim. Nhưng mà có khi nào mà hai người về quen nhau á, chị nhiều lúc nóng tính hay như chị có thịt chim của anh? Có chứ, nếu mà anh mê chim mà anh nói trả lời đi em. Nếu mà anh mê chim anh bỏ em luôn rồi em xử lý sao? Nếu mà anh thương chim hơn thương em thì chắc là em phải suy nghĩ lại chị. Em giết hết mấy con chim của anh. Phải không? Thịt chim của anh hả? Ruti luôn, một bữa nào anh đi làm về anh thấy nhà đại nấu dọn lên một mâm cơm toàn chim không. Chim ruti, chim xào xả gì đâm lum la. Làm vậy không em? Chắc là không đâu chị, tại nhà em cũng nuôi chim nữa. Ủa vậy hả? Dạ. Nhà em chim gì? Nuôi cu đất đó chị. Hai người hợp nhau ghê luôn. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em đi với đồng nghiệp với bạn thân của em. Rồi, chào em. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào mọi người ạ. Em rồi. Là bạn thân của Bích. Rồi em nhận xét về hai bạn này như thế nào? Dạ em thấy anh bên này thì tương tác ok ạ. Tính tình thì cũng thấy hợp với Bích. Dù hai người nóng tính nhưng mà thấy Bích thì không hay giận dai. Chỉ xong lúc đó rồi thôi ạ. À, hy vọng là anh với lại bạn em có thể đến với nhau được. Rồi, cảm ơn hai bạn. Chúng ta sẽ kéo màn lên để cho đôi trẻ một bên là nuôi cu đất, một bên là nuôi chim nói chuyện với nhau nha. Kéo màn. Có hỏi thăm về nhau cũng được. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Em thấy anh sao? Dạ em thấy anh cũng được. Anh đi làm ở dưới Long Thành anh làm lâu chưa? Cũng làm khá lâu rồi. Khoảng mấy tháng rồi. Trời đất ơi. Nếu như anh đi làm vậy thì nếu mà hẹn hò thì anh tính như thế nào ạ? Em hồi nãy em nói em ở Biên Hòa. Dạ em ở Biên Hòa 1. Là khúc nào ạ? Ở Bồn Nước anh, ngã tư Bồn Nước. Thì cũng gần chỗ mà anh ở đó. Dạ. Bạn cảm nhận bạn nữ như thế nào? Thì thấy bạn nữ cũng dễ thương. Anh còn thắc mắc gì nữa không ạ? Em ở đây em ở trọ. Dạ không, em ở nội trú ở trong công ty luôn anh. Ở như vậy thì khoảng thời gian công ty gò bó vậy thôi. Lúc đi chơi. Đa số thì em là đi làm về rồi em về phòng rồi nấu ăn rồi nghỉ ngơi chứ không có đi chơi đâu hết. Bây giờ người ta hỏi mày mốt đi chơi sao? Công ty có cho đi không? Buổi tối thì đi làm về thì ra ngoài được tới 10 giờ thì vô. Trời ơi có 10 giờ à, ảnh tự nhiên ảnh làm suốt mấy giờ mới làm đi làm về? Em thì làm thất thường lắm chị, tại một tuần em đạo ca liên tục. Rồi người ta đi làm tới 10 giờ mới về, bên đây 10 giờ đóng cửa rồi sao đi chơi? Thì công việc của em cũng không gò bó lắm, thời gian nghỉ thì cũng khá là nhiều. Em nghĩ là mình đến đây là một cái duyên thì em nghĩ là mình nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Thì cũng như em nói, tới đây thì nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi. Chúng ta chỉ có 3 tiếng đếm để suy nghĩ. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau, cho nhau một cơ hội để tiến tới xa hơn nữa trên con đường hôn nhân nha. 1 2 3. Hết thời gian. Tay nhau đi các bạn. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng, giúp các bạn sẽ có những buổi xem phim thật lãng mạn, hiểu nhau nhiều hơn. Dạ, em cảm ơn chị. Để tặng hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Nắm tay nhau bạn, nắm tay nhau. Hy vọng hai bạn sẽ sớm tiến tới hôn nhân nha. Mới đếm số 2 là bạn đã bấm nút rồi đó. Tôi chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn ạ. Nào đưa được chiếc rong đi. Thưa quý vị và các bạn, trong những cặp đến với chương trình, chúng tôi đều mong muốn những cái điều xa hơn nữa, hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Mong rằng quý vị, nếu như ai còn chưa có người bạn thân một nửa mảnh ghép cuộc đời, hãy đến với tôi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt nhiệt APA sạch tinh tươm đã tài trợ cho chương trình. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên cổng thông tin Love TV. Và bây giờ Quyền Linh và Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại.